chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hàm Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi đó là các bạn không thể nào cài được ứng dụng APK nhé, từ cái file APK ở trên những cái con điện thoại ví dụ như là Xiaomi này nhé. Đó, hiện tại mình đang sử dụng con Xiaomi Redmi Note 9 nhé. Đây này, vừa nãy thì mình đã tải đây nhá, tệp tải xuống này. Mình đã tải cái TikTok APK về, hoặc là bất kỳ ứng dụng nào mà cài bằng APK nhé, bằng cái file APK này thì mình sẽ không cài được. Đây nhé, ví dụ mình sẽ cài TikTok cho bạn coi này. Đó, mình sẽ bấm cài đặt này. Đó, các bạn để ý nhá, nó đẩy ra luôn, nó không cài được này. Đó, nếu mà các bạn cài từ cửa hàng Play này thì vẫn cài được bình thường nhé. Ví dụ mình sẽ cài TikTok cho bạn coi. Nhưng mà một số phần mềm thì mình phải cài từ file APK nhé. Ở trên CH Play là nó sẽ không có. Chính vì vậy mà cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách khắc phục cái lỗi này nhé. Đây, các bạn chờ một chút để mình cài trên CH Play này cho bạn coi là vẫn cài bình thường nhé. Đó, đây này, mình đã cài đặt xong này. Đây nhé, các bạn để ý nhé, TikTok của mình vẫn cài đặt được bình thường ở trên CH Play nhé. Nhưng mà ở file APK này thì mình sẽ không cài được. Đây, quản lý tệp tin này. Đó, APK này. Đó, đây TikTok đây. Mình sẽ không cài được nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử khắc phục cái lỗi này nhé. Trước tiên thì mình sẽ gỡ cái TikTok mà vừa nãy mình cài từ cửa hàng Play đi. Sau đó là bây giờ mình sẽ đi khắc phục cái lỗi này coi sao nhé. Các bạn sẽ vào cài đặt cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ vào cho mình cái mục đó là ứng dụng này. Đây, các bạn vào ứng dụng cho mình nhé. Sau đó là các bạn sẽ vào cho mình là quản lý ứng dụng này. Đây, các bạn sẽ vào cho mình cái ba chấm này cho mình nhé. Sau đó là các bạn chọn đặt lại, tùy chọn ứng dụng này. Các bạn bấm là đặt lại ứng dụng này. Tiếp tục các bạn chọn cho mình vào ba chấm này. Sau đó là chọn vào ứng dụng mặc định này. Rồi các bạn chọn là đặt lại về mặc định nhé. Đặt lại này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ thử khởi động lại điện thoại nhé. Đây này, khởi động lại điện thoại này. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở điện thoại ra này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cài đặt lại coi sao nhá. Mình sẽ vào quản lý tệp tin này. Rồi mình sẽ chọn là cho phép này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn vào file APK này. Mình sẽ thử cài đặt TikTok lại coi sao nhá. Đó. Như vậy là vẫn chưa được nhá. Nó vẫn bị thoát ra này. Mình sẽ thử cài đặt file APK khác coi sao này. Vẫn không được nhá. Thì bây giờ mình sẽ cần phải thử một cách khác. Tức là mình sẽ reset lại phần mềm cho cái con điện thoại này nhé. Nếu mà các bạn có những cái dữ liệu quan trọng, ví dụ như là ảnh danh bạ, các bạn cần phải copy ra máy tính hoặc là sao lưu lên những cái dịch vụ lưu trữ đám mây, ví dụ như của Google hoặc là của Xiaomi này nhé. Các bạn có thể là lưu trữ lên cái tài khoản Xiaomi của chúng ta. Rồi ở đây thì mình cũng không có dữ liệu gì quan trọng nhé. Rồi các bạn có những cái tài khoản quan trọng, ví dụ như là tài khoản Google này, tài khoản Facebook này, các bạn mà quên mật khẩu thì các bạn cũng cần phải đặt lại mật khẩu trước khi mà chúng ta reset lại phần mềm nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi reset phần mềm luôn nhé. Mình sẽ vào cài đặt này. Sau đó là mình sẽ cần phải, đầu tiên mình sẽ cần phải thoát tất cả những cái tài khoản ở trên máy này ra nhé. Ví dụ như tài khoản Mi mà các bạn đăng nhập thì các bạn cũng cần phải thoát ra này. Rồi là tài khoản Google này. Đây, các bạn vào cái mục đó là tài khoản và đồng bộ này. Sau đó đây này, cái mục tài khoản Google này, các bạn cần xóa đi cho mình nhé. Xóa tài khoản đi này. Rồi sau khi xóa xong thì các bạn sẽ quay trở lại cái mục cài đặt này. Sau đó là các bạn chọn vào cài đặt giới thiệu điện thoại này. Các bạn vuốt hết xuống dưới này. Các bạn chọn cho mình là đặt lại dữ liệu gốc này. Các bạn chọn là xóa tất cả dữ liệu này. Các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại dữ liệu gốc này. Các bạn chờ một ít nhé. Các bạn chọn là tiếp theo này. Các bạn chọn OK cho mình nhé. Đó, bây giờ thì điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Rồi bây giờ nó sẽ vào trong chế độ recovery để nó wipe data nhé. Đây, nó đang wipe data như này. Cái quá trình wipe data khá là nhanh. Đó, bây giờ thì nó sẽ khởi động lại điện thoại nhé. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt vào trong. Đó, mình sẽ chọn vào trong nhé. Mình chọn tiếp vào trong này.
Ở đây điều khoản và điều kiện thì mình sẽ bấm là tôi đã đọc và đồng ý này. Mình chọn tiếp theo này. Đó, mình sẽ chọn là tiếp này. Bây giờ thì mình sẽ kết nối vào mạng wifi của nhà mình nhé. Mình chọn kết nối này. Đây mình sẽ bấm tiếp này. Rồi đây thì mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Mình sẽ vào nhanh cái màn hình chính để mình kiểm tra coi xem mình có thể cài đặt được từ file APK chưa nhé. Rồi mình sẽ bấm bỏ qua này. Mình bấm bỏ qua này. Mình vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận này. Mình chọn OK này. Rồi đây mình sẽ chọn bỏ qua nhé. Mình sẽ chọn tiếp này. Mình chọn đồng ý này. Mình chọn chấp nhận cookie này. Ở đây thì mình sẽ bấm tiếp này. Đó, mình chọn mũi tên để vào trong nhé. OK, như vậy là mình đã vào được màn hình chính rồi nhé. Đó, hiện tại để mình coi. Hiện tại thì ở trên máy của mình không còn cái file APK nhé. Mình sẽ tải APK mới về để mình cài xem sao. Đó, mình chọn APK này. Đó, hiện tại thì không còn file APK nào nhé. Bây giờ mình sẽ mở trình duyệt Google Chrome lên này. Rồi mình chọn chấp nhận tiếp tục này. Chọn không cảm ơn này. Bây giờ thì mình sẽ tải lại cái file APK về nhé. Ví dụ mình tải TikTok đi. TikTok APK này. Đó, mình vào luôn cái link đầu tiên này. Đó, mình sẽ kéo và chọn là tải về APK này. Mình sẽ chọn vào là tải về APK ở phía dưới đây nhé. Đó. Mình chọn là OK này. Các bạn chờ một chút nhé, nó vẫn chưa tải về này. Mình bấm vào chi tiết này. Đó, đây nó đang tải về nhé. OK, TikTok của mình đã tải về nhé, cái file APK này. Bây giờ thì mình sẽ thử cài đặt coi sao nhé. Đó, mình bấm vào này. Rồi mình sẽ chọn là cài đặt này. Rồi mình sẽ chọn là cho phép từ nguồn này nhé. Đó. Rồi các bạn chờ một chút này. Mình sẽ chọn tích chọn vào là tôi đã nhận thức. Đó, rồi mình sẽ bấm OK này. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Quay trở lại này. Rồi mình sẽ cài đặt lại nhé. Mình chọn cài đặt này. Rồi ở đây mình sẽ chọn là cho phép nhé. Đó, như vậy là mình đã cài được xong TikTok rồi này. Các bạn để ý này. Đó, mình sẽ mở cho bạn coi này. Đó, như vậy là mình đã có thể là cài được ứng dụng từ cái file APK thành công rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.